Hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và UAE đã bắt đầu. Cầu thủ áo trắng đã mở đầu trận đấu bằng một đường bóng dài. Sau những lượt trận ở vòng loại của World Cup 2022 thì đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc này không hoàn toàn giữ lợi thế, dù họ là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất trước khi trái bóng của vòng loại thứ hai bắt đầu lăn. Trận đấu gần đây nhất trên đất Thái Lan, họ đã để thua với tỷ số 1-2 và kết quả đó đã khiến cho huấn luyện viên Van Marwijk phải gọi lại những cựu binh, và trong đội xuất phát của họ trận đấu này có những cầu thủ đã ngoài 30. Pha bóng tấn công trung lộ của UAE, sóng gió đã trôi qua. Đội Việt Nam có một thuận lợi là ngày hôm nay UAE buộc phải nỗ lực có điểm, thậm chí là 3 điểm. Họ để thua Thái Lan bây giờ đang gần điểm. Chúng ta có thể chơi theo kiểu phòng ngự chắc và chờ cơ hội để phản đòn. Trên sân lúc này thì số 10 của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với một mái tóc xù rất dễ nhận là Abdulrahman đang chơi rất cao, có lẽ là cao hơn thường lệ, để chám vào vị trí của Mahmoud. Chân sút tốt nhất của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng loại lần này vắng mặt vì những thẻ phạt. Đặng Văn Lâm đã bắt được bóng. Trên hàng công của UAE, số 10 Abdulrahman là cầu thủ có mái tóc nghệ sĩ và anh cũng là người thi đấu rất kỹ thuật, thông minh. Abdulrahman luôn coi là ngòi nổ của UAE. Đường truyền của Duy Mạnh, bóng được truyền lên cho Tiến Linh. Với một tiền đạo cắm như Tiến Linh, bóng dài là điều mà đội tuyển Việt Nam không phải là không thể thực hiện. Cú chạm bóng là của Văn Toàn. Bùi Tiến Dũng không được. Và cắt bóng rất nhanh của Khalifa Mubarak. Abdulrahman. Quả phạt cho đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cầu thủ đang bị đau là số 9 An Ababi. Pha va chạm giữa đoàn hậu và An Ababi, cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ Al Jazeera. Trọng tài đã nhắc nhở Đoàn Văn Hậu. Đây là một trận đấu khó khăn và lúc này đông đảo khán giả cũng như các doanh nghiệp đang sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Tập đoàn City Group sẽ thưởng cho đội tuyển 1 tỷ đồng nếu chiến thắng ở trận đấu gặp UAE. Ném biên cho UAE. Tình thế không hoàn toàn thuận lợi cho đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi bước vào trận đấu này khiến họ đã phải nhập cuộc với một quyết tâm cao. Và ở những phút đầu tiên của trận đấu, bóng phần lớn nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ áo trắng. Đội bóng của ông Van Marwijk đã tràn lên và gây sức ép ngay sau tiếng gọi khai cuộc. UAE đang rất gần điểm. Văn Toàn. Chúng ta phải phát huy những pha phản công. Áp sát rất nhanh. Chúng ta đã giành được bóng. Quang Hải. Không phải, đó là Hùng Dũng. Hơi chậm nhưng vẫn còn. Quang Hải. Tuấn Anh. Những pha chạm bóng gần nhất là cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị cho cầu trò để ứng phó với khả năng kiểm soát của đối thủ. Chúng ta sẵn sàng pressing rất nhanh bên phần sân của đối phương, giành lại thế chủ động và tạo ra áp lực trở lại.
Người để mất bóng bên phía đội bóng áo trắng là Albalusi. Tuấn Anh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang bảo đảm cự ly đội hình để sẵn sàng bọc lót cho nhau. Đỗ Duy Mạnh. Bóng vẫn trong cuộc, Trọng Hoàng. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ số VEC trận đấu tại vòng loại World Cup giữa hai đội Việt Nam và UE. Tỷ số vẫn đang là không đều. Cầu thủ Việt Nam về cơ bản đang có một thế trận an toàn mặc dù đá thấp. Bùi Tiến Dũng không có ai hỗ trợ. Rất đáng khen cho nỗ lực của Bùi Tiến Dũng. Đoàn Văn Hậu và Văn Toàn đã không tìm được tiếng nói chung trong pha phối hợp ném biên vừa rồi. Số 6 của đội bạn là Youssef Zabe, năm nay đã 34 tuổi. Đây là cầu thủ duy nhất còn lại của đội hình thua Việt Nam 0-2 cách đây 2 năm ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận đấu của Asian Cup 2007. Sớm hơn 15 phút so với trận đấu này là cuộc đấu sức giữa Malaysia và Thái Lan trên sân vận động Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Và vào lúc này thì đội tuyển Thái Lan đã vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Songkrasin. Chanathip Songkrasin, người đang chơi bóng ở Nhật Bản, đã lập công giúp cho đội tuyển Thái Lan duy trì được lợi thế. Pha xử lý của Duraman. Tình huống xử lý bị quá chân của số 10 đội bạn. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững trước sức ép của đội bóng đến từ vùng Vịnh. Ở trận đấu ngày hôm nay, tập đoàn EcoPark sẽ tặng thưởng 300 triệu đồng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Bên cạnh đó thì nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp One Office cũng sẽ trao thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng hoặc là bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam. Những tình huống thoát pressing uyển chuyển của cầu thủ áo đỏ. Với Đỗ Hùng Dũng và Tuấn Anh ở giữa sân, chúng ta kỳ vọng đội Việt Nam sẽ chơi vừa có chất thép lại vừa có được sự khôn ngoan kỹ thuật để thoát pressing. Đường chuyền vừa rồi là của Abdurrahman. Youssef Zabe. Abad Murat. Chúng ta đã giành được bóng. Tuấn Anh chọc khe rất đẹp. Không kịp. Đó là một đường chuyền chưa đủ lực. Người đã dâng cao bên phía cánh phải là Trọng Hoàng. Tuấn Anh rất kỹ thuật. Một pha dâng lên rất chủ động áp sát của Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ Việt Nam rất uyển chuyển, linh hoạt trong cách chơi. Nếu đá thấp thì cũng chặt chẽ. Và khi dâng lên thì cả đội lên rất đều để yểm trợ cho nhau. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ là cuộc đấu trí thú vị giữa Park Hang-seo và Van Marwijk, huấn luyện viên từng đưa Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi. Van Marwijk là người cũng đã dẫn dắt Feyenoord giành cúp UEFA năm 2002. Phút thứ 10 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Đối thủ đến từ vùng Vịnh có phần nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng. Nhưng về mặt thế trận,
đội chủ nhà Việt Nam cũng đang có được một sự chủ động tương đối. Quế Ngọc Hải. Kể từ giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái thì Quế Ngọc Hải thực sự đã chứng tỏ sự bắt nhịp với các đàn em và xứng đáng là thủ lĩnh phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Nhịp kết nối ở phía trên đang được thực hiện chưa thật sự đầy đủ cảm giác trong những bước chạy của đội tuyển Việt Nam. Đây có thể là lúc mà miếng đánh quan trọng mà Park Hang-seo chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam để đối đầu với đối thủ chưa xuất hiện. Chúng ta vẫn đang có những pha triển khai thông thường, những pha phối hợp ở ngoài biên. Đến lúc này thì UE chưa thể thi đấu đúng ý muốn của ông Van Marwijk. Đội bóng của Barca đang có một thế trận chặt chẽ theo phong cách quen thuộc. Tuấn Anh, Trọng Hoàng. Pha giành bóng của Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng và Tuấn Anh lúc này đã trở thành bộ đôi tiền vệ dựa ăn ý nhất trong mắt của ông Park Hang-seo, cũng hợp lý nhất, hiệu quả nhất. Abdurrahman. Sau ít phút đầu tiên trời rất cao như một tiền đạo thứ hai, và lúc này Abdurrahman đã hoạt động rộng hơn, có mặt nhiều hơn ở khu giữa sân để nhận bóng và tham gia vào những tình huống để tổ chức. Hùng Dũng. Những đường truyền dài dành cho Văn Toàn sẽ có nhiều khó khăn. Với Tiến Linh thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Thủ môn mắt chính của UAE ngày hôm nay Khalid Deysa, năm nay 30 tuổi. Anh đang chơi cho câu lạc bộ Al Ain. Al Ain là câu lạc bộ có số lần vô địch các giải vô địch nhất, nhiều nhất, 13 lần đăng quang. Abad Murad. Cầu thủ UE giống như phần lớn những đội bóng của Tây Á và vùng Vịnh là những người có kỹ thuật tốt, thi đấu thông minh, tuy nhiên họ có một điểm nói chung là thiếu tập trung. Trong cả trận đấu thế nào họ cũng có những lúc thiếu tập trung, và Việt Nam vẫn thường thắng các đội bóng ở Tây Á theo cách đá kiên nhẫn, chờ cơ hội. Abad Murad. Yusuf Jabe, hậu vệ cánh trái của UAE. Yusuf Jabe cũng là một trong những cầu thủ ngoài 30 tuổi được huấn luyện viên Bước Vào Mavic gọi lại cho đợt thi đấu này. Vẫn là một lối chơi lùi sâu chủ động của các đội Việt Nam. Đỗ Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Pha đi bóng của Đoàn Văn Hậu rất mạnh mẽ. Chúng tôi nhận thấy là Văn Hậu trở về từ châu Âu mình dày hơn, tỏ ra mạnh mẽ hơn.
Đó là điều thấy rõ ở các buổi tập. Văn Hậu vẫn chưa có bất cứ một phút thi đấu nào tại Saverik Hà Lan, nhưng bên cạnh đó vẫn là những trận đấu thường xuyên trong màu áo của đội trẻ Heerenveen. Chế độ tập luyện cùng với dinh dưỡng đảm bảo rõ ràng đã giúp cải thiện về mặt hình thể của Đoàn Văn Hậu, và đó là một trong những yếu tố mà ít nhất là cho đến lúc này chúng ta có thể cảm nhận được. Ở một số trận đấu của đội trẻ thì Văn Hậu đã chơi tốt, cầu thủ toàn diện. Lúc này chúng ta có một đội ngũ trợ lý hùng hậu, tuy nhiên chỉ bằng một nửa so với những trợ lý của Van Marwijk. Đội UE có đến 20 người trợ lý trong Van Marwijk. Quang Hải. Tiến Linh. Đá cơ lỗi của Tiến Linh. Abdurrahman. Anbalusi. Youssef Sabe. Hậu vệ cánh trái 34 tuổi của UE, Youssef Sabe là người không ngại lên tấn công mỗi khi có cơ hội. Vì thế Trọng Hoàng thường xuyên phải thi đấu ở nửa sân nhà để chấn giữ. Cầu thủ Việt Nam đang chơi theo một cách mà có lẽ sẽ thử thách sự kiên nhẫn của UE. Cách đây 12 năm ở sân quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam thắng UE 2-0 cũng là bởi chúng ta chơi kiên nhẫn và tận dụng được cơ hội. Đó là trận đấu mà hàng thủ đội Việt Nam đã chơi tuyệt vời. Hàng tiền vệ cũng rất hay. Minh Phương là người đã có hai pha chuyền bóng quyết định. 12 năm trước cũng trên sân Mỹ Đình này chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu tốt. Và đó là một cột mốc mới của bóng đá Việt Nam, giúp cho chúng ta lần đầu tiên có thể tiến vào sâu hơn ở một giải vô địch bóng đá châu Á. 12 năm sau, thế hệ mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu đã có nhiều sự trưởng thành. Chúng ta có một huấn luyện viên giỏi gắn bó hơn 2 năm qua. Và đây là lúc mà chúng ta có nhiều sự tự tin. Đường chuyền vào của Quang Hải. Abdurrahman. Và có mặt kịp thời của Bùi Tiến Dũng. Trong đội hình chính của Việt Nam ngày hôm nay có một số vị trí đã đảo số áo cho nhau. Đó là cách sử dụng con người quen thuộc của ông Park Hang-seo, khiến cho đối phương ít nhiều có những bỡ ngỡ. Tôi nghĩ rằng không phải chỉ đội tuyển Việt Nam đâu anh Huy ạ. Trong đội hình xuất phát của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến lúc này, tôi nhận thấy rằng rất nhiều những cầu thủ, đặc biệt là những con người mới, những người mà chúng ta chưa nhận thấy họ ở những trận đấu gần đây, mặc những chiếc sụn áo với những số áo có thể nói là hoàn toàn khác lạ, trừ trường hợp của Abdurrahman mà thôi. Pha bóng rất đẹp mắt, xuất phát từ đường chuyền của về cánh trái Youssef Sabe. Đồng đội của anh ở tuyến trên đó là Ahmed Khalil đã đỡ ngực và móc bóng rất tài tử. Ahmed Khalil đã có được một bàn thắng ở vòng loại. Ahmed Khalil đang đá phía trên cùng với Abdurrahman. Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Nga Đặng Văn Lâm đã thực sự bắt nhịp với phong cách của Việt Nam và tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có Tiger Football Street. Hoạt động bóng đá rất ý nghĩa với sự có mặt của nhiều tên tuổi bóng đá thế giới. Pha vào người của Quang Hải. Phạm lỗi. Không phải lúc nào chúng ta cũng thấy Quang Hải đi bóng một cách quyết liệt như vậy. Hải có vóc dáng nhỏ bé và sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi đối mặt với các cầu thủ cao lớn ở đấu trường quốc tế.
Lối chơi của Hải là hiện đại, đơn giản, nhanh nhẹn nhưng không giữ bóng nhiều. Với pha bóng vừa rồi thì rõ ràng là một sự khác biệt. Thêm một lần số 5 của đội bạn là Anatat đã gặp khó khăn trước cầu thủ Việt Nam. Đứng trước bóng là Đỗ Hùng Dũng. Có lẽ đây là lần đầu anh mang áo số 9. Pha giải nguy của Abdurrahman. Trọng tài đã cắt còi. Có thể nói những tình huống cố định và sau đó thả đường sóng gió như vừa rồi là rất cần thiết trong một trận mà đội Việt Nam cơ bản là chơi lùi sâu và chờ cơ hội. Với những cầu thủ phòng ngự có tầm vóc tốt như của đội bóng áo trắng, họ sẽ không quá e sợ những tình huống bóng bổng. Ấy vậy mà cũng với những tình huống bóng bổng, họ đã để thua trong trận đấu gặp Thái Lan. Và có lẽ là tình huống để cho Terasin Dangda mở tỷ số của trận đấu trong lượt trận gần nhất của vòng loại World Cup lần này đã khiến cho Van Marwijk phải gọi lại những cầu thủ như Vardis Abbas. Ở buổi họp báo hôm qua thì các huấn luyện viên Park Seo và Van Marwijk đã dành cho nhau những lời ngợi khen, họ rất tôn trọng nhau. Theo cảm giác của tôi thì hai huấn luyện viên Park Seo và Van Marwijk là những người có quan điểm bóng đá tương đồng, chặt chẽ và đều tính toán rất kỹ mọi chi tiết. Với Van Marwijk, tôi không thật sự cảm thấy có sự đồng cảm khi ông dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào thời điểm 2010. Nhưng đó có lẽ là con đường đúng vì ông đã đưa đội Hà Lan đến rất gần với chiếc vô địch. Đáng tiếc là người Hà Lan vẫn chưa thể có được ngôi vương. Quang Hải. Trọng Hoàng. Pha bắt bài rất nhanh. Tiến Linh. Đỗ Hùng Dũng. Đây là Hùng Dũng. Abdurrahman. Abdurrahman hết sức nguy hiểm, rất may đã có tình huống việt vị. Pha căng cờ của trợ lý trọng tài số 2 Karakami Satoshi. Chúng ta xem là tình huống mà trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị khi đội bàn cố gắng phá bẫy. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua, cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa nhận thấy một tình huống thật sự đáng kể nào của đội bóng áo trắng gần với khu 16m50 của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng đang có những khó khăn nhất định ở khâu kết nối khi đến gần với khu cấm địa của đối thủ.
Nhưng về tỷ lệ kiểm soát bóng cho đến lúc này dù vẫn là ít hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có nhiều sự cải thiện. Đỗ Hùng Dũng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Toàn hỗ trợ kịp thời, pha lùi về là của Tuấn Anh. Đường truyền của Quang Hải không có lỗi. Văn Toàn đường truyền lại tập đất Tuấn Anh không được. Người đã bó vào là Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ Việt Nam đang kiểm soát được trận đấu. Những pha sóng gió trước cầu môn của Khalid Aissa đã thường xuyên hơn. Cho đến thời gian gần đây thì trước mỗi trận đấu, hầu như cổ động viên chỉ còn băn khoăn là những vị trí hàng công thế nào hay thôi. Các vị trí còn lại từ tiền vệ trung tâm cho đến hai biên và trung vệ cũng như thủ môn là những vị trí bất di bất dịch. Ông Park Seo vẫn đang cố gắng hoàn thiện hàng công cho đội tuyển Việt Nam. Và theo cảm giác của chúng tôi thì lúc này mặc dù chưa phải là trơn tru, nhưng chúng ta đang có một đội ngũ tấn công dày hơn. Tiến Linh, Văn Toàn. Với tình huống thoát xuống gần nhất của Văn Toàn, chúng ta đã có một pha trả ngược tuyến hai rất đẹp. Đó là một ý tưởng không tồi cho một trận đấu mà chúng ta phải đối mặt với một hàng thủ có tầm vóc tốt và có thể chống bóng bổng hiệu quả. Trên cái dự bị của Việt Nam hôm nay có một loạt những cái tên sáng giá trên hàng công như là Hà Minh Tuấn, Công Phượng, Anh Đức và Hoàng Đức. Đặng Văn Lâm đã có mùa giải đầu tiên thi đấu ở Thái Lan có thể nói là đúng với dự kiến của mình. Đỗ Duy Mạnh, Khalifa Muarak, đội bàn đã không thể cắt mặt chính xác, cầu thủ phòng ngự Việt Nam đã có mặt rất đúng lúc. Văn Toàn rất tích cực tranh bóng với hậu vệ trái Yusuf Jame. Đỗ Hùng Dũng, Hùng Dũng rất nhanh đã lấy lại được bóng. Tuấn Anh, Đoàn Văn Hậu, khả năng giữ bóng và tổ chức của tuyến giữa bên phía UAE cũng không thật sự là quá tốt ở những phút vừa qua. Và cho đến lúc này từ đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Bá Vích cũng đã phải lui về, chơi chậm rãi hơn chứ không còn duy trì một ý tưởng có thể nói là hưng hực như ở những pha chạm bóng đầu tiên. Đông đảo cổ động viên vẫn đang tiếp lửa cho đội tuyển. Đặc biệt ngày hôm nay, trận đấu chứng kiến sự ra mắt chính thức của hội cổ động viên Việt Nam Golden Star.
Vào lúc này thì trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan trên đất Malaysia đang có tỷ số hòa 1-1. Brendan Gan là người đã gỡ hòa cho đội chủ nhà Malaysia. Kết quả hòa của cặp đấu giữa Malaysia và Thái Lan sẽ làm cho diễn biến của bảng G trở nên gay cấn hơn, khó lường hơn. Trong nhiều thập kỷ qua, Malaysia chưa bao giờ ngã ngại Thái Lan khi đá ở sân nhà. Nếu trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan hòa thì đó là kết quả tốt. Lúc này bộ đôi trung vệ của EA gồm có số 12 Khalifa Mourad và đội trưởng số 3 Abad Mourad. Nếu như trên sân lúc này đang là một thế trận giằng co cầm chừng tương đối thì trên khán đài là những sóng người áo đỏ có thể nói là cuồn cuộn. Thực sự là một sự tiếp lửa. Cú sút và dứt điểm không lợi hại. Cầu thủ đá dứt điểm không chính xác là Ahmed Khalin. Từ đầu trận thì đôi tấn công của EA là Khalin và Abdurrahman không thể có được nhiều pha phối hợp. Các trận đấu của đội Việt Nam dưới thời Park Hang-seo khi gặp những đối thủ mạnh luôn gợi chúng ta cảm giác giống như một người đang cởi dần nút thắt. Pha chuyền bóng vừa rồi là của Quang Hải. Khalin. Tình huống bám đuổi có thể nói là hiệu quả của Quế Ngọc Hải. Pha tranh chấp tầm cao có động tác không đủ gọn của Đoàn Văn Hậu. Văn Lâm đã đấm bóng. Tiến Linh. Hoàn toàn rất nhanh và khéo. Trọng Hoàng. Quang Hải. Văn Toàn. Quang Hải. Lại là Quang Người. Abdurrahman. Bóng vẫn trong cuộc. Trọng Hoàng. Văn Toàn. Quang Hải. Đưa bóng vào ở tầm quá thấp. Pha xử lý không tốt trước đó là của Hùng Dũng đã được sửa sai bởi Quế Ngọc Hải. Thực sự là khi đội bạn không có cái là bàn chủ được Mark Hút thì hàng thủ Việt Nam đã thuận lợi hơn nhiều. Lúc này thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có mặt ở khán đài A của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trước đó thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến sân từ lúc hai đội chuẩn bị chào cờ. Đường chuyền của Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Quang Người. Trắng ngược.
Pha bóng thực sự đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Chúng ta đã tấn công được xuống cánh phải. Ở trận đấu trước, UE cũng bị Thái Lan khai thác khá nhiều ở những pha tấn công biên. Chắc chắn ông Park Seo biết điều này. Trọng Hoàng đi qua lão tướng 34 tuổi Yusuf Jame. Những vị trí hậu vệ biên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn là những vị trí không được đánh giá cao. Và cho đến lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang cố gắng khoét vào những vị trí đó. Có thể nói dưới thời ông Park Seo thì mỗi một trận đấu của đội Việt Nam là một ngày hội dành cho những người yêu bóng đá, nơi mà chúng ta được thấy các cầu thủ chơi với chuyên môn cao, tập trung và đặc biệt là rất quả cảm. Nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu thủ áo đỏ. Đường truyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Cơ hội. Kiến Linh. Kiến Linh. Phạm Linh. Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi. Một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác, bởi vì đó là một pha bóng Kiến Linh hoàn hảo để ghi bàn. Không cần phải tranh cãi gì nữa với những pha phạm lỗi như vừa rồi. Rất nhiều những tình huống trước đó chúng ta bám biên, nhưng pha bóng gần nhất, một pha bóng rất bất ngờ, đã có một đường xẻ bóng ở tầm thấp thẳng vào khu trung lộ. Đó là vị trí mà Tiến Linh đã sẵn sàng. Và phần nào đó chúng ta gợi lại tình huống mà Tiến Linh đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu gặp Indonesia. Không chỉ có vấn đề ở vị trí hậu vệ biên, ngay ở vị trí trung vệ cũng vậy. Sự trở lại của Walid Abbas cũng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ an toàn với đội bóng áo trắng. Ở độ tuổi 34, kinh nghiệm đương nhiên là rất dày dặn, nhưng cầu thủ của đội tuyển UAE cũng có thể sẽ có những vấn đề về mặt tốc độ. Nhưng với pha quay chậm vừa rồi thì không phải là người phạm lỗi với Tiến Linh là Abbas. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là Khalifa Muarab, người đã cặp với Abbas mang áo số 12. Sức ép đè nặng lên ông Vamawic và các học trò. Ngoài việc đá hơn người Việt Nam còn được hưởng quả phạt. Một pha phạm lỗi từ phía sau trong một tình huống có thể ghi bàn. Hơn thế nữa, FIFA luôn khuyến cáo các trọng tài phạt nặng những pha vào bóng từ phía sau, bởi vì xương ở phía sau giòn hơn và dễ gặp phải những chấn thương nặng. Chúng ta kỳ vọng Quang Hải sẽ tỏa sáng ở tiểu này như anh đã làm được rất nhiều lần. Có thể sẽ là một thử thách dành cho thủ môn Khalid Aissa. Khán giả trên sân đã đứng hết cả dậy. Một cơ hội rất tốt. Cú ly lý tưởng. Đây là cú ly vừa đủ để đá quả bóng có lực và cầu được qua hàng rào. Cú ly này thuận lợi hơn so với bóng được đặt trên vạch 16m50. Chúng ta cùng chờ đợi một bàn thắng. Cơ hội rất rõ ràng. Quang Hải. Bóng đập hàng rào. Đá bồi. Phút thứ 40 của trận đấu và có thể chúng ta sẽ đá hơn người rất nhiều thời gian. Như chúng tôi đã bình luận thì các cầu thủ Việt Nam và ông Park Seo dường như đang cởi dần những nút thắt. Lúc đầu trận UE ép sân, chúng ta có những lo lắng nhất định. Sau đó thế trận đã cân bằng.
Và bây giờ Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn. Trọng tài đã thổi phạt Tuấn Anh. Bốn mươi phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua với không có quá nhiều những cú sút, những tình huống thực sự được gọi là cơ hội dành cho cả hai đội. Và trên sân lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế về mặt quân số. Rất may đội bạn sút trượt. Đoàn Văn Hậu. Chúng ta đang có lợi thế về quân số và chúng ta cũng hy vọng toàn đội sẽ chơi tập trung. Đá hơn người nhưng nếu cần vẫn phải chắt chiu các cơ hội. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội bóng đã từng một lần được dự World Cup vào năm 1990. Trong quá khứ thì họ cũng đã hai lần lọt vào trận chung kết của giải vô địch châu Á Asian Cup. Bóng đá UE cũng đã từng một lần góp mặt ở sân chơi Olympic. Đó là Thế vận hội London năm 2012. Đội U23 của UE không có mặt tại giải U23 châu Á năm 2018, tuy nhiên họ sẽ nằm cùng bảng với U23 Việt Nam tại giải đấu ở Thái Lan đầu năm sau. Bảng đấu còn có cả Jordan và Triều Tiên. Quả đá phạt chuyền bóng không chuẩn xác của Abdulrahman. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kỹ thuật số VEC. Trận đấu đã được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và được rất nhiều đài truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Bên cạnh đó khán giả có thể theo dõi, khán giả không thể theo dõi có thể nghe radio ở các kênh VTC1 và VTC2. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu đã cung cấp cho chúng tôi phục vụ khán giả, và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Đúng là không để lường trước cái tình huống ghi bàn dưới thời Van Sơ. Một cú sút ra đây bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022 cũng là một cú đá bằng chân phải nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn, và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó, cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây Tiến Linh đã trở thành một tay săn mà lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như thế này, ấn tượng bất ngờ thế này từ xa. Chúng ta biết đến Tiến Linh ở khả năng không chiến, chọn vị trí tốt trước cầu môn. Tuy nhiên thực sự cú đá vừa rồi khiến cho tất cả bất ngờ. Đó là cái hay của Van Sơ, ông biết khơi dậy những phẩm chất, những điều còn ẩn giấu nơi các học trò và biết bung ra đúng thời điểm. Không mấy khi chúng ta được thấy một cầu thủ Việt Nam thực hiện cú đá ở tầm xa tốt như thế mà lại không có đà. Chắc chắn là như thế. Pep Tiến Linh vung cú sút mà gần như không cần nhìn. Quá tuyệt vời. 2 phút đá bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Và vào lúc này thì đoàn quân áo đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vượt lên. Chúng ta có lợi thế hơn người. Có một thế trận đĩnh đạc. Và bàn thắng đã tới.
Có thể nói nút thắt của trận đấu đã được cởi bỏ. Rất nhiều lợi thế đang thuộc về câu lạc bộ Việt Nam. Cho đến lúc này thì trận đấu giữa hai đội Malaysia và Thái Lan đã kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số hiệp 1 là 1-1. Trong trường hợp mà Việt Nam thắng UAE và Malaysia hòa Thái Lan trên nhà thì đó sẽ là một điều kiện bảng đấu tuyệt vời cho Việt Nam khi gặp Thái Lan sau đây 5 ngày. Đường đến World Cup có lẽ còn rất xa, nhưng những bước đi của đoàn quần áo đỏ cho đến lúc này vẫn đang hết sức vững vàng. Và chúng ta có quyền được tự hào, có quyền được tin tưởng. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu, Abdurrahman vẫn cần phải rất cảnh giác trước những pha xoay sở kỹ thuật của các cầu thủ UAE. Và cắt bóng là của Đoàn Văn Hậu. Các cầu thủ trắng đã dồn hết lên và tất cả, gần như tất cả đã có mặt trong vòng cấm. Một pha cầu bổng, bóng đã được phá ra. Và đúng lúc này trọng tài Nhật Bản ông Jumida đã nổi vòi khép lại hiệp 1 của trận đấu. Cơ Việt Nam đã chơi một hiệp đấu xuất sắc, chặt chẽ và hết hiệp 1 chúng ta đã dẫn 1-0 với bàn thắng bất ngờ từ cú sút xa của Tiến Linh. Hy vọng hiệp 2 chúng ta sẽ giữ sạch lưới và tiếp tục có thêm bàn thắng. Hiệp 2 trận đấu giữa đội Việt Nam và UAE đã bắt đầu. Ở hiệp 2, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm mặt đánh nhỏ của Hoan. Thì trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan đang có tỷ số là 2-1 và đội dẫn điểm là đội tuyển Malaysia. Đó là một thông tin rất tốt với tình hình của chúng ta ở bảng G. Việt Nam đã thắng Malaysia tại sân quốc gia Mỹ Đình cách đây một tháng với bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Lúc này với nhiều người thì cuộc đua ở bảng G diễn ra giữa Việt Nam, Malaysia và UAE. Tuy nhiên lúc này Malaysia lại đang dẫn Thái Lan và đó là một điều thuận lợi với tình thế của đội Việt Nam. Bàn thắng thứ hai của đội tuyển Malaysia vào lưới của đội Thái Lan ở lượt đấu này thuộc về Sumare. Đó là cầu thủ mà trong trận đấu trên sân Mỹ Đình đã không thể để lại bất cứ một dấu ấn nào. Duy Mạnh, Tuấn Anh. Chúng tôi sẽ nhắc lại là chúng ta đá hơn người từ cuối hiệp 1 trước khi Tiến Linh mở tỷ số. Cầu thủ Việt Nam chuyền bóng chậm cho nhau, ung dung. Đây là thời điểm chúng ta có nhiều cơ hội để chiến thắng ngày hôm nay. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng nếu được Việt Nam chiến thắng ngày hôm nay. Và Tiến Linh cũng đã nhận được phần thưởng 300 triệu đồng dành cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận đấu. Một cú ná đại bác tầm xa quá ấn tượng. Mười hai năm trước cũng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và UAE trong khuôn khổ vòng chung kết Asian Cup có bàn thắng mở tỷ số cũng bởi một cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương, đó là Quang Thanh. Vâng, tôi vẫn còn nhớ tình huống mà Minh Phương với Quang Thanh phối hợp với nhau. Quang Thanh phối hợp và băng từ dưới lên, sút một quả mạnh đầy quyết đoán trong vòng cấm.
Đường chuyền của Tuấn Anh cho Đàm Văn Hậu. Pha phải báo vào Văn Hậu. Tình huống vượt rất hay. Chúng ta đã đưa được bóng xuống nách của hàng phòng ngự đội bạn. Một tình huống tổ chức ở góc trái có thể nói là cực kỳ đường nét. Tiến Linh không bám ở phía trong mà di chuyển rộng và thực hiện đường chơi không bóng cũng như quả chuyền vào. Nếu như không có tình huống chọn vị trí tốt của trung vệ bên phía đối phương, mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn với khung thành của thủ môn Aisa. Đỗ Hùng Dũng đá phạt góc. Bùi Tiến Dũng quả chuyền vào, bóng đá vòng ra phía sau đường biên ngang. Cuộc đấu sức mà chúng ta đang chứng kiến giữa Việt Nam và UE là trận đấu đầu tiên sau khi ông Parser ký tiếp hợp đồng 3 năm với VFF. Tập đoàn Vingroup là đơn vị tài trợ trả lương cho huấn luyện Parser và cũng cam kết giúp đội bóng Việt Nam hướng đến mục tiêu World Cup 2026. Người phụ trách về khâu đào tạo trẻ của lò PVF là ông Toulousier mới đây cũng đã có thành tích bước đầu rất tốt cùng U19 Việt Nam. Rõ ràng đây là lúc mà chúng ta đang có được rất nhiều niềm vui đến từ bóng đá. Đường chuyền dài dành cho Văn Toàn để có thể đến được với World Cup, một nền bóng đá đang còn có nhiều khó khăn và ở tầm mới phát triển như Việt Nam cần phải có một chiến lược căn cơ trước khi bước vào chiến dịch vòng loại của World Cup 2022. Thì huấn luyện Park Hang-seo cũng đã bày tỏ rất nhiều những suy nghĩ. Ông cho rằng chúng ta nếu như đặt vấn đề đến với World Cup 2022 là còn quá sớm. Chúng ta cần phải có một chiến lược dài hơi, và trong chiến lược dài hơi đó cần phải có được sự hỗ trợ từ rất nhiều những thành phần trong xã hội, những nguồn lực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, dồi dào thì mới có thể có được sự đảm bảo. Và những cái tên như Vingroup rõ ràng sẽ giúp cho chúng ta có thêm được một điểm tựa. Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam đang mang lại niềm vui to lớn cho người hâm mộ và cả xã hội cũng như các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng đội tuyển để chúng ta tiếp tục vươn lên một cách vững chắc hơn. UE đã thiếu người và đây lại là thời điểm họ cần phải có được bàn thắng. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Có lẽ là chúng ta đang chờ đợi thời điểm mà các tiền đạo dự bị vào sân để tạo ra đột biến trong pha tấn công. Có thể ông Parser sẽ tìm cách quần cho đội bạn thêm một lúc nữa. Abdurrahman rất nguy hiểm. Một tình huống xuất phát từ việc đứng vị trí không chuẩn của Đoàn Văn Hậu. Rất may sóng gió đã trôi qua và bây giờ là pha phản công. Đỗ Hùng Dũng. Dù đang là đội bị dẫn điểm nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bị thiếu người. Chính vì thế mà vào lúc này họ cũng không thể chơi nôn nóng. Vẫn đang là một đội hình được bố trí thấp của huấn luyện viên Van Marwijk. Duy Mạnh.
Đường chuyền của Hùng Dũng hơi mạnh một chút. Những pha bóng tốc độ của Văn Toàn trong trận đấu này chưa được phục vụ bởi những đường chuyền hợp lý. Bùi Tiến Dũng, Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Tiếp tục là không thấu đỏ. Đường chuyền là của Hùng Dũng, Tiến Linh. Đá có lối việt vị của Tiến Linh. Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Tuấn Anh, Duy Mạnh, đây là Trọng Hoàng. Đường chuyền là tầm thấp, Văn Toàn. Lần này thì Văn Toàn lại xuống chậm hơn một chút so với đường chuyền của đồng đội. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có sự thay đổi người. Cầu thủ sẽ rời sân là Ahmed Khalil. Vào sân là số 21 Khalfan Muarak Al-Samsi. Đó là tên đầy đủ của anh. Ông Van Hoek đã thay một cầu thủ tiền đạo bằng một tiền vệ. UE đang cần có bàn thắng, tuy nhiên đội Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ trên sân nhà và đội Việt Nam lại đang chơi hơn người. Những pha tranh chấp có thể nói là xuất sắc của Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh, quá tuyệt vời. Người mà Tuấn Anh đã hơn một lần vượt qua trong tình huống vừa rồi là Abu Rahman, và sau trận pha tranh chấp có phần quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ đối phương, Tuấn Anh đã bị đau. Tuấn Anh thường được coi là cầu thủ có đôi chân pha lê đẹp nhưng mong manh và hay bị chấn thương. Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm anh đã vững vàng, cứng cáp hơn rất nhiều. Người ta cũng dành thuật ngữ đôi chân pha lê để nói về Robben, từng là học trò cưng của ông Van Marwijk. Robben trong giai đoạn chơi cho Bayern Munich đã được sự trợ giúp của bác sĩ đội tuyển Đức là Müller Wohlfahr và sau đó đã tránh được những chấn thương. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp đã trở thành một cầu thủ rất vững vàng, thi đấu ổn định và không còn bị chấn thương nhiều nữa. Anh Huy nhắc đến Robben, tôi mới nhớ đến tình huống mà Robben đã từng có cơ hội trong trận chung kết năm 2010. Nếu như pha đối mặt với Casillas mà Robben không đá ra ngoài thì giờ đây ông Van Marwijk đã có tiền trên bảng vàng của bóng đá thế giới. Lại là pha can thiệp của Tuấn Anh. Cảm nhận vị trí quá xuất sắc. Khi mới nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh có biệt hiệu là Nhô, viết tắt của Ronaldinho, bởi dáng người mảnh mai và chơi rất kỹ thuật. Trên màn hình là Van Bakken, trung vệ người Hà Lan từng thi đấu tại V-League. Van Bakken lúc này đã trở về sống ở Hà Lan và anh là người đã có công kết nối Đoàn Văn Hậu sang thi đấu tại giải Hà Lan. Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Abdurrahman. Lại là pha can thiệp của Tuấn Anh. Cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang làm rumor người chơi hay nhất của bóng đá châu Á năm 2016, Abdurrahman.
lỗi việt vị. Pha căng gờ của trợ lý số 1 Akane Yagi. Công Phượng sẽ vào sân. Chúng ta xem lại tình huống nhạy cảm và trọng tài đã căng cờ khi mà đội bạn cố gắng phá bẫy Việt Vị. Công Phượng vào sân thay cho Văn Toàn. Họ là những người bạn thân. Và như chúng tôi đã bình luận thì chúng ta có thể chờ đợi những đột biến từ sự hai người này của ông Pang Sơ. Thêm một vài tình huống ở đầu hiệp 2, Văn Toàn vẫn chưa thể có được sự kết nối tốt với các đồng đội. Ông Pang Sơ đã quyết định củng cố hàng công bằng việc đưa Công Phượng vào sân. Công Phượng là người đã gặp một chút vấn đề trước khi trận đấu gặp Indonesia bắt đầu, và đó là lý do khiến anh không thể vào sân. Bây giờ là lúc mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với một hàng tấn công có hai tiền đạo chơi song song cùng nhau. Có thể sẽ có những khó khăn nhất định với Công Phượng vì quãng thời gian vừa qua trên đất Bỉ vẫn là những thử thách có thể nói là không dễ để vượt qua. Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Phượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Bóng được đưa ra biên và khi nó được trả vào trung lộ, đó là một đường chuyền ở tầm vừa phải, phù hợp với một đá băng cắt của các trung phong. Một lần nữa người băng vào là Tiến Linh. Đáng tiếc là cú chạm lòng của Tiến Linh lại không đủ chắc chắn để có thể tận dụng được thời cơ. Đoàn Văn Hậu đã có pha căng ngang đẳng cấp từ bên cánh trái. Pha bóng vừa rồi mới thực sự là sở trường của Tiến Linh. Rất tiếc là anh đã bỏ lỡ. Tiến Linh lúc này đá phía trên cùng với Công Phượng và Quang Hải. Pha can thiệp của Đoàn Văn Hậu. Chiều cao tầm vóc của Đoàn Văn Hậu rõ ràng là cực kỳ lợi hại. Bản lĩnh chơi bóng từ châu Âu trở về đương nhiên là một điểm cộng cho Văn Hậu ở những tình huống tranh chấp như vừa rồi. Đã hơn một lần trong trận đấu này, Đoàn Văn Hậu giải quyết được những pha tranh chấp tầm cao với Panda Mohamed. Hùng Dũng. Đoàn Văn Hậu. Đỗ Hùng Dũng. Quang Hải. Tuấn Anh. Rất chuẩn mực. Trọng Hoàng. Hơi tiếc một chút cho pha khống chế của Nguyễn Trọng Hoàng. Ở hiệp 1 của trận đấu này chỉ mất khoảng 10 phút đầu, Trọng Hoàng buộc phải giữ thế bên phần sân nhà để cùng với các đồng đội kiểm soát tình thế. Khoảng từ phút thứ 15 trở đi thì đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những pha dâng cao của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Viettel. Và ở những tình huống dâng cao của Trọng Hoàng luôn có xu hướng chám vị trí từ các vị trí tiền vệ trung tâm. Đó là cách đá có thể nói là rất logic mà ông Park Hang-seo đã xây dựng cho các học trò. Tôi có cảm giác là ông Park Hang-seo sẽ còn thay thêm ít nhất là một tiền đạo nữa vào sân. Còn trên cái dự bị Hà Minh Tuấn, Anh Đức và Hoàng Đức. Hà Minh Tuấn dường như lúc này cũng đang đạt được phong độ tốt sau khi đã khỏi chấn thương. Anmen Hali, hậu vệ cánh phải của đội bạn.
khán giả trên sân đang dành tặng các cầu thủ những tràng pháo tay không ngớt. Abdurrahman, Ansamsi phối hợp với Abdurrahman. Ansamsi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe, anh quyết định dốc bóng, tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Phượng quá người, tiếp tục đột phá, lại là quá người, vẫn còn không được. Rất tiếc cho cú chạm bóng cuối cùng của Công Phượng, trước đó là hai pha bứt phá có thể nói là xuất sắc. Công Phượng đột phá vào trong và Trọng Hoàng cắt từ cánh phải vào, đó là một miếng rất bất ngờ của đội Việt Nam. Những vị trí còn lại là nhiệm vụ lôi kéo và Trọng Hoàng bất ngờ cắt vào từ bên phải. Chúng ta đã theo dõi một cách có thể nói là cực kỳ chăm chú những diễn biến đi cùng với Công Phượng kể từ khi cầu thủ này chuyển sang chơi ở giải vô địch Bỉ. Và khoảnh khắc vừa rồi là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta có thể gợi lại được rất nhiều những gì hay nhất của Công Phượng. Đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng lại là một lựa chọn có thể nói là hơi khó của Công Phượng. Với những gì đã diễn ra thì Công Phượng rõ ràng vẫn tập luyện chuyên cần, anh chỉ thiếu cảm giác bóng. Những tình huống cuối cùng vẫn thiếu cảm giác của một cầu thủ không được thi đấu. Có lẽ là mùa sau Bầu Đức nên rút Công Phượng trở về Hoàng Anh Gia Lai. Mùa giải năm nay Hoàng Anh Gia Lai lần đầu tiên lọt vào top 10, thậm chí là xếp thứ 8. Nếu Công Phượng trở về có thể đoàn quân của Bầu Đức sẽ có thành tích còn tốt hơn ở những mùa V-League sau. Theo quan sát của chúng tôi thì người trợ lý số 1 của ông Hoàng Sơ, ông Liang Jin, là người đọc tình huống rất tốt. Khi đội phản có những sơ thì Liang Jin lập tức nhìn thấy và có những tư vấn cho ông Hoàng Sơ. Anh Huy ạ, chúng ta đã cùng nhau thực hiện phần tường thuật các trận đấu tại ASEAN vào năm ngoái và trong trận tranh huy chương đồng ở thời điểm mà đội Olympic của UAE dẫn trước, thì chúng ta vẫn tin rằng đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Sơ sẽ có được một bàn thắng, và bàn thắng của Văn Quyết trong trận đấu đó là một tình huống không thể kháng cự của đối phương. Chúng ta đã dàn xếp một cách hết sức là đầy đặn và đưa bóng gần như đến sát cửa gôn mới dứt điểm. Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Sơ với lợi thế hơn người, với lợi thế dẫn điểm trước, với một đội đá chắc chắn, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi một tình huống như vậy. Đúng là như thế. Sự ăn ý vẫn tiếp tục được kế thừa và bây giờ còn vững vàng hơn sau 5 tháng. Và đây lại là đội tuyển có sự bổ sung của những cầu thủ kinh nghiệm nhiều hơn. ASEAN dù sao cũng chỉ được bổ sung 2-3 cầu thủ quá tuổi. Đội bàn thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là số 5 Alatat, vào sân là số 8 Hamdan Ismail Al-Kamali. Cho đến lúc này thì số cú sút mà đội bóng áo trắng có được là nhiều hơn so với những gì thuộc về đội chủ nhà áo đỏ. Nhưng quả thật là tôi chẳng thể nhớ được đâu là cú đá có giá trị của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở những phút đã qua. Đầu tiên chúng ta phải nói đến việc vắng Mark Hut, là một cái là bàn chủ lực đã ghi 6 trên 8 bàn thắng của UAE ở vòng loại cho đến trước trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng không có anh ta thì việc gây áp lực nơi hàng công của UAE giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó thì như những trận trước, hàng phòng ngự UAE vẫn bộc lộ những sơ hở.
trong một thế trận mà chúng ta vẫn đang tốt thì cũng cần phải cảnh giác những tình huống xử lý cá nhân. Cầu thủ Vùng Vịnh luôn là những người có thể tạo ra đột biến về chiến thuật và những pha xử lý kỹ thuật. Rất lan xả, cú trích mũi phá bóng của Quế Ngọc Hải, qua người liên tiếp rất nguy hiểm. Hoan hô Đặng Văn Lâm. Đã hơn một lần trong những phút đã qua của hiệp hai, chúng ta bị khoét ở vị trí của Đoàn Văn Hậu. Vấn đề là các cầu thủ áo trắng rất mạnh dạn cầm bóng đột phá ở khu vực trung lộ rồi thực hiện những đường xẻ bóng ra biên. Đó là những pha bóng mà các tiền vệ của chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Phải nói rằng cho đến lúc này thì thế trận của đội tuyển Việt Nam được củng cố rất nhiều, không chỉ bởi vì chúng ta có một hàng phòng ngự vốn rất chắc chắn, có sự ăn ý cao, mà còn có khả năng hoạt động có thể nói là hiệu quả của đội tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Tuấn Anh. Một ngày thi đấu mà Tuấn Anh đã khiến chúng ta thêm một lần nữa phải ngỡ ngàng về khả năng kiểm soát ở khu vực giữa sân. Chúng ta cũng phải nói đến khả năng chỉ đạo của ông Van Bommel trên phía UE. UE đã thiếu người và Việt Nam vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên họ cũng rất cố gắng không để lép vế. Trong làng bóng đá châu trước đây thì Van Bommel nổi tiếng bởi khả năng đọc tình huống. Chúng ta xem lại pha bóng mà trọng tài đã phất cờ về vị. Van Bommel là người đi theo cách không giống với phần lớn những huấn luyện viên Hà Lan. Khi bình luận các trận đấu của Hà Lan tại U các người, tôi đã nói Hà Lan 2010 không phải là lốc mà là gió độc. Van Bommel rất biết cách điểm huyệt đối phương. Pha phạm lỗi của Ababi. Phút thứ 71, có lẽ vẫn đang là thời điểm mà Bang Sơ muốn gặp trò quần châu e thêm một lúc nữa. Quế Ngọc Hải, Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đoàn Văn Hậu dâng lên ở trung lộ. Đường chuyền hơi khó. Abdurrahman. Cầu thủ Việt Nam vẫn luôn bảo đảm vị trí và bóng lót cho nhau để tránh những pha qua người vốn là điểm mạnh của cầu thủ UAE. Yusuf Jabe chuyền bóng sang cánh đối diện, không thể nhận được bóng.
một số vị trí của UAE sức đã xuống do phải căng ra thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1. Trọng Hoàng. Abdurrahman. Quả phạt cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Abdurrahman sẽ đá quả phạt này. Đúng là anh chàng số 10 của UAE rất giống với David Luiz. Bật tốc độ. Công Phượng. Hùng Dũng đang ở phía trong. Rất hay, vẫn là Công Phượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng. Vẫn còn không bị vị. Cú sút. Quả đóng lên. Rất tiếc nếu như ở tình huống vừa rồi Công Phượng quyết định sút bóng. Vâng, chúng tôi nói nếu và tiếc cho anh thôi, chứ trong bóng đá thì không thể nói trước chuyện gì được. Đó là một cú đá có thể đúng tầm chân và đúng với những gì mà Công Phượng vẫn thường thực hiện để ghi bàn. Anh sút sớm và chủ động. Cơ hội là không rõ ràng để có thể tạo ra được cú sút. Đó là một điều đáng tiếc. Nhưng với tất cả những gì mà Công Phượng đã có cho đến lúc này, với rất nhiều những pha chạm bóng, đột phá tốc độ, hình ảnh của Công Phượng ngày nào đã trở lại với chúng ta, và đó là một tín hiệu mừng. Nên nhớ rằng 5 ngày tới chúng ta sẽ còn một trận đấu nữa cũng rất quan trọng, gặp Thái Lan trên sân nhà. Có được phong độ tốt cho hầu hết cầu thủ đương nhiên là một mục tiêu của các huấn luyện viên, và chúng ta có được một sự sẵn sàng để đón tiếp người Thái Lan một cách có thể nói là đàng hoàng nhất. Đúng là những pha đi bóng như vừa rồi của Công Phượng không thể không khiến chúng ta nhớ lại pha độc diễn của anh để ghi bàn vào lưới U19 Australia. Lại là Công Phượng. Pha bật tường là của Đoàn Văn Hậu. Đúng là vẫn bị thiếu những cảm giác ở thời điểm quyết định anh Tùng ạ. Rất tiếc. Tuấn Anh. Lỗi trước đó của Đoàn Văn Hậu. Pha đánh chặn của Đỗ Hùng Dũng. Tuấn Anh. Những pha chạm bóng của Tuấn Anh vẫn có thể nói là tuyệt vời. Sở dĩ tôi đã phải dùng từ ngỡ ngàng để nói về Tuấn Anh trong trận đấu này, vì trong tiềm thức của tôi vẫn luôn nghĩ rằng Tuấn Anh không thật sự phù hợp với vị trí tiền vệ trụ. Nhưng dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì một Tuấn Anh khác dường như đã được khai sinh. Bên cạnh sự mềm mại, khéo léo là sự cứng cáp về mặt cơ thể, sự vững vàng về mặt tinh thần. Nên nhớ rằng trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Tuấn Anh chỉ chơi được một hiệp. Đó cũng là một hiệp đấu rất hay trước người Malaysia. Nhưng rồi sau đó thì Tuấn Anh cũng bị chấn thương và vắng mặt ở trận đấu tiếp theo gặp Indonesia. Nhưng bây giờ một trận đấu có lẽ là đầy đặn hơn. Và cho dù có thể không phải là một đường chuyền quyết định thuộc về Tuấn Anh, có thể cũng không phải là một bàn thắng nào, nhưng chúng ta cần phải có một lời khen ngợi dành cho cầu thủ này. Đúng là rất đáng mừng khi chúng ta có được những tiền vệ trụ mà lại chơi thiên về kỹ thuật và đầu óc như Tuấn Anh. Điều mà bóng đá thế giới cũng không có nhiều cầu thủ làm được. Rất ít trong số đó có thể kể đến Redondo và sau này là Pirlo. Pha đổi cánh của Duy Mạnh. Quang Hải. Hùng Dũng.
sau những kết quả không tốt của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thất bại trước Thái Lan và những gì mà họ đã phải nhận cho đến lúc này trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn khi họ không phải là quá mạnh như những gì mà người ta đã chờ đợi họ trước khi vòng loại thứ hai của World Cup 2022 bắt đầu. Nhưng cũng cần phải thấy rằng Thái Lan đã trở lại với một vị thế của một đội bóng mạnh, còn đội tuyển Việt Nam thì rõ ràng là một sự trưởng thành vượt bậc. Đúng như chúng tôi đã bình luận, tiếp tục có xe đổi trên hàng công, Hoàng Đức sẽ vào sân. Vừa rồi là những phút mà chúng ta cố gắng vờn để đội bạn hết sức và hy vọng sau khi tiếp tục có xe đổi trên hàng công, chúng ta sẽ nhân đôi được tỷ số. Đường truyền là của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, không được. Những pha đổi hướng của Công Phượng ở đoạn cuối vẫn thiếu đi một cái gì đó, thực sự là có đầy đủ cảm giác, thiếu được cái độ linh. Vấn đề chỉ là thực tế thi đấu mà thôi. Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, bên phía đội bạn cầu thủ sẽ vào sân là số 14 Alameri. UE dường như đã hết sức rồi, họ cần phải ghi bàn, tuy nhiên cũng không thể đẩy nhanh tốc độ và chủ yếu có được những pha lên bóng bởi khả năng kỹ thuật xoay sở. Bên phía UE rời sân là nhạc trưởng Abdurrahman. Hoàng Đức vào sân thay cho Tiến Linh, những cầu thủ của đội U22. Tiến Linh là tác giả bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm này. Cho đến lúc này thì trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan đã kết thúc. Phần thắng đã thuộc về đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-1. Đó là một kết quả tương đối bất ngờ, nhưng có lẽ là không quá lạ đối với nhiều người, vì bóng đá Malaysia luôn có được một sức mạnh lớn khi chơi trên sân nhà và họ không mấy khi e ngại bóng đá Thái Lan. Chiến thắng của bóng đá Malaysia sẽ khiến cho cục diện của bảng G trở nên khó lường hơn. Thái Lan dẫm chân tại chỗ sau lượt trận này, trong khi đó thì Malaysia đã có được 6 điểm và đã bám sát được Thái Lan. Với lợi thế dẫn điểm cho đến lúc này trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội để bứt xa ở bảng G. Và cắt bóng của Quế Ngọc Hải. Thế trận phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được đảm bảo. Khoảng trống dành cho Quang Hải. Thời gian ủng hộ các cầu thủ Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã kịp cắt bóng. Rất điệu đà Quang Hải. Hoàng Đức. Hoàng Đức đành phải chuyền về vì không có ai xung quanh. Hùng Dũng.
Nếu như V-League giải vô địch quốc gia của Việt Nam đã kết thúc thì lúc này giải vô địch quốc gia UE vẫn đang diễn ra. Giải bóng đá của UE bắt từ mùa thu năm trước sang mùa hè năm sau. Giải vô địch UE mùa giải 2019-2020 đã diễn ra được 7 vòng đấu, có 14 đội góp mặt. Dẫn đầu lúc này đang là Sharia, xếp thứ hai là đội bóng nổi tiếng Al Ahly, xếp thứ ba là Al Ain, câu lạc bộ giải vô địch nhất trong lịch sử bóng đá UE. Hoàng Đức, đường truyền không quá khó đối với Tuấn Ngọc Hải. UE đang chơi theo cách cầu Âu, có lẽ họ chỉ có thể tạo ra những pha nguy hiểm nếu chúng ta mắc sai lầm. Cú phanh bóng vừa rồi của Tuấn Anh đã buộc đối phương phải phạm lỗi. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng và người vào sân sẽ là một tiền vệ trung tâm, đó là Đức Huy. Lỗi việt vị. Đức Huy vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Sự thay đổi người ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lúc này thì bầu không khí lung linh, hình ảnh lung linh đang bao trùm sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cũng trong tháng 11 thì bảng G của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ còn một trận lượt trận diễn ra sau đây 5 ngày. Ở lượt trận đó thì đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ được nghỉ thi đấu. Trong khi đó thì Malaysia sẽ tiếp Indonesia trên sân nhà và Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan. Với tình thế hiện có của bảng đấu thì mọi chuyện trước khi khép lại năm 2019 sẽ còn rất khó lường và bảng đấu này thực sự sẽ là hết sức thú vị. Thực sự là thú vị và Việt Nam đang nắm giữ những lợi thế nhất định. Đây là trận đấu vòng loại cuối cùng của UE trong năm 2019. Và nếu thua trận đấu ngày nay thì áp lực với ông Van Marwijk hết sức lớn. Trước khi dẫn dắt UE, ông Van Marwijk đã từng làm việc với các đội tuyển Australia và Ả Rập Xê Út. Pha cắt bóng của Duy Mạnh. Huấn luyện viên Van Marwijk của UE đã từng dẫn dắt Feyenoord của Hà Lan. Tiếp theo là hai đội bóng nổi tiếng của Đức, Borussia Dortmund và SC Hamburg. Pha cắt bóng của Đoàn Văn Hậu. Cho đến điểm này có thể nói ông Park Seo vẫn tiếp tục duy trì được khả năng điều chỉnh hướng rất tốt khi đối mặt với những đội viên tên tuổi. Quế Ngọc Hải luôn có mặt ở những điểm nóng. Công Phượng sẽ đeo bám chắc chắn là như vậy. Trong bản hợp đồng mới của Luyện Park Sơ thì ngoài tập đoàn Vingroup, tập đoàn Hưng Thịnh cũng góp phần hỗ trợ chi phí trả lương cho ông Park Sơ và các chuyên gia Hàn Quốc.
phút thứ 89 của trận đấu. Công Phượng, Hà Phượng, Hoàng Đức đang ở giữa. Sút bóng, không vào. Suýt nữa tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc. Đức Huy, Quế Ngọc Hải, sự bối rối của ông Văn Hoích và những trợ lý rất đông đảo của mình lên đến 20 người. Hoàng Đức, pha văng ra kịp thời của thủ môn Khalid Aysa. Theo chúng tôi thì trong 4 phút còn lại, chúng ta phải ghi thêm được bàn thắng mới xứng đáng. Abdallah, sau khi Mourak bị thẻ đỏ thì Youssef Jabeh được kéo vào trong đá trung vệ. Đức Huy, đường chuyền nhanh vừa rồi là của Nguyễn Quang Hải. Đây là trận đấu mà bên phía đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ không thể có sự góp mặt của Mahout, nhưng vấn đề của đội áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng vẫn còn, cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Phượng đã rất cố gắng tung ra một cú đá, tuy nhiên vẫn chưa phải là 2-0. Đức Huy, pha giật gót của Văn Hậu. Rất tiếc là động tác nhập bóng không được như ý. Không nguy hiểm, Đặng Văn Lâm đã bắt được bóng. Trong cuộc chơi Tiger Football Street, Đặng Văn Lâm đã chứng tỏ bản lĩnh và khả năng chơi bóng tốt của mình bên cạnh hàng loạt danh thủ bóng đá thế giới. Đặng Văn Lâm là một chàng trai có thể nói rất dễ thương.
Và cơ bóng của Trọng Hoàng. Không có lỗi của cầu thủ đối phương. Những giây cuối cùng. Sau đây 5 ngày, đài truyền hình cơ số VC sẽ gửi đến khán giả trận đấu búng vào lúc 20 giờ giữa Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan bao giờ cũng là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu và nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi. Các học trò của Van Vavik dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Đoàn Văn Hậu. Thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội. Các cầu thủ đã chứng tỏ được sự quả cảm trong lối chơi, một tập thể hết sức đoàn kết và khiến chúng ta rất đỗi tự hào. Với chiến thắng 1-0 hôm nay, đội tuyển Việt Nam được nhận hàng loạt giải thưởng. Tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng với chiến thắng 1-0 này. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Tiến Linh. Tiến Linh, cầu thủ mở tỷ số cũng là ghi bàn thắng duy nhất được tập đoàn Ecopark thưởng 300 triệu.